Đệ tử quy. Chủ đề hạnh phúc nhân sinh giảng rõ về đệ tử quy. Giám định lão pháp sư Tịnh Không. Chủ giảng Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 đến 23 tháng 2 2005. Giảng rõ về đệ tử quy. Tập 37. Chào tất cả quý vị. Chúng ta xem câu kinh văn tiếp theo. Đạo nhân thiện, tức thị thiện, nhân tri chi, vũ tư miễn. Đạo nhân thiện, tức thị thiện. Khi mọi người nghe được nhiều sự hành trì của thiện nhân và phong cách của họ, ắt hẳn trong lòng mỗi người đều sanh khởi tâm muốn học theo. Chắc chắn như vậy. Vì nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tôi tin rằng trong mấy ngày này nhất định có người đã học được vũ tư miễn và thực hành theo đó. Từ trên nét mặt của chư vị có thể nhìn ra được có pháp hỷ. Pháp hỷ này tuyệt đối không phải do đọc kinh mà có, mà do có thực hành trong cuộc sống. Nên đạo nhân thiện này rất tốt, vì càng khiến được nhiều người đạt được lợi ích. Thế nên hiện nay tên tuổi của chú Lô đã lan rộng ra toàn Trung Quốc. Đây cũng là kết quả tôi thực hành đệ tử quy, gọi là đạo nhân thiện, tức thị thiện, nhân tri chí, vũ tư miễn. Thế nên chúng ta cũng phải rất dụng tâm ghi nhớ trong đầu những phong cách này. Lúc nào cũng có thể nói với người khác, khiến họ đều có thể có đối tượng để học tập, thậm chí từ đó tìm được phương pháp tốt. Dương nhân ác, tức thì ác, tật chi thầm, họa thả tác. Khi chúng ta đi nói lỗi của người khác, nếu như đối phương biết được, có thể họ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Quý vị nghị luận sau lưng, nói chuyện thị phi của họ. Phê bình họ bằng những ngôn ngữ không hay, cho nên trong lòng họ sẽ nhớ quý vị như khắc vào trong xương cốt của họ, lúc nào cũng nghĩ đến báo thù quý vị. Đây đều là hành động theo cảm tính. Thế nên ta không nên dương nhân ác, trái lại rất có thể sẽ trở thành địch thân với nhau. Mười người bạn không chê là nhiều, nhưng một kẻ địch có thể khiến quý vị phiền phức đến chết. Chúng ta giữ tâm nhân hậu, không khởi xung đột với người khác. Giả như khi người khác có điều thiện, chúng ta không xưng dương, nhưng có một chút bất thiện, thì lập tức tuyên truyền khắp nơi. Như vậy, không chỉ làm tổn giảm phúc thần của mình, mà tội lỗi lớn nhất là làm ảnh hưởng nếp sống của đoàn thể và xã hội. Nếu như mỗi người đều không nói điều thiện của người khác, đều chỉ tuyên truyền điều ác của người, như vậy sẽ tạo thành vấn đề lớn cho xã hội. Giữa người với người sẽ phân tranh không ngừng. Thế nên chúng ta cũng phải suy nghĩ đến ngôn ngữ cũng như cử chỉ của một người đều đang ảnh hưởng như thế nào đến nếp sống của toàn thể xã hội. Tội lỗi này không đơn thuần chỉ là một người, còn có thể kết tội với toàn xã hội. Thế nên ngôn ngữ không thể không cẩn trọng. Thiện tương khuyên, đức giai kiến,
quá bất quy, đạo lưỡng quy, thượng tương khuyên. Bài học trước đây chúng ta cũng đề cập đến thiện. Trước cần phải phân biệt thiện thật, thiện giả, thiện đúng, thiện sai. Còn có rất nhiều phán đoán. Trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn nói, khi quý vị phán đoán chính xác mới có thể đi khuyên. Nếu không, đến lúc đó thị phi đều không phân rõ ràng, như vậy lợi ích cũng không đến được với tha nhân. Người xưa đối diện với điều thiện của người khác, hoặc là nghe đến ngôn ngữ hành vi thiện, họ dùng thái độ thế nào để tiếp nhận? Khổng Tử tán thán Nhan Uyên rằng: đắc nhất thiện, tắc quyền quyền phục ưng, di phất thức chi hỷ. Tức là chỉ cần Nhan Uyên nghe đến một điều thiện, lập tức từng giờ từng phút để trong lòng, nhất định phải thực hành. Thế nên chỉ cần nhắc đến hiền đức, Khổng Tử đều trực tiếp nói đến hưởng giang hồi giả háo học. Đối với người học trò như Nhan Uyên, phu tử vô cùng hoan hỷ, cũng vì ông ta học tập rất chắc chắn. Chỉ cần lời thầy nói ra là điều thiện thì ông ta từng phút từng giây ghi nhớ, không quên thực hành. Khi mà chúng ta có thái độ học tập điều thiện như thế, tự nhiên có thể đức giai kiến. Trong thời cổ đại, tất cả những người làm quan, chúng ta đều xưng họ là quan phụ mẫu. Vì sao gọi là quan phụ mẫu? Ví dụ, một vị huyện lệnh, ông và toàn nhân dân tiếp xúc rất mật thiết, mà phương châm giáo dục và nội dung giáo dục của toàn huyện đều là do huyện trưởng phụ trách, nên ông ta cũng có trách nhiệm giáo dục tốt nhân dân huyện này, có thể dùng thái độ thương dân như con, nên cũng gọi là quan phụ mẫu. Đương nhiên, người lãnh đạo của những địa phương này, họ cũng phải thực hành thiện tương khuyên, đức giai kiến, khiến cho nếp sống của toàn xã hội ngày càng tốt hơn. Hiện nay chúng ta làm quan có thái độ này chăng? Vẫn có. Chúng ta phải ẩn ác dương thiện. Nhưng vì sao tỷ lệ không cao như trước đây? Điều này không thể trách họ, vì chúng ta đã sai. Chúng ta không đem đệ tử quy nói với họ. Hiện nay chủ nghĩa công lợi rất thịnh, nên trọng lợi khinh nghĩa. Chỉ cần họ có cơ duyên học được đệ tử quy, có thể thức tỉnh được lương và tâm trách nhiệm làm quan của họ. Vào thời đại nhà Tùy, có một thư sinh tên Tân Công Nghĩa. Họ này hơi hiếm. Chư vị, người cha này đặt tên này có hay chăng? Ông ta đặt tên này, con ông tuyệt đối không thể làm gian phạm, vì mỗi ngày người ta đều gọi anh ta là Công Nghĩa. Toàn thân anh ta nhất định đều là chánh khí bừng bừng. Thế nên ba tôi đặt tên này cho tôi không thể không có lễ phép. Nên khi anh ta đến vùng Mân Châu, nay là Cam Túc, làm thứ sử, ở đó có một phong tục
chính là chỉ cần trong nhà có người nhiễm dịch bệnh, liền vứt bỏ họ, khiến họ tự sinh, tự diệt. Khi anh ta đến đó, cảm thấy phong tục này quá ư là tiêu cực. Điều này làm đánh mất toàn bộ hiếu và nghĩa. Thế nên anh ta chủ động đem tất cả những người bệnh bị vứt bỏ hai bên đường về gia môn của mình để chăm sóc, cũng như mời rất nhiều bác sĩ đến trị liệu. Đợi đến khi những người bệnh này phục hồi hoàn toàn, liền mời người nhà họ đến đón về. Khi đón về thì anh lại nói với họ: tôi tiếp xúc với ba của quý vị lâu như vậy, quý vị xem tôi cũng đâu bị bệnh. Những người làm con này nghe đều cảm thấy rất hổ thẹn, lấy đức để thức tỉnh lòng hổ thẹn của nhân dân. Và thay đổi hoàn toàn nếp sống không có hiếu nghĩa này. Nên người ở đó đều xưng anh ta là Từ Mẫu, xem anh ta như người mẹ vậy. Vì Từ Mẫu này không chỉ cứu vãn sức khỏe của người thân họ, mà còn cứu vãn điều gì? Là lương tâm của mỗi người. Lương tâm của con người mà mất đi, thì cho dù mạng vẫn còn, nhưng chỉ là xác không hồn. Vậy nên người xưa thà chết chứ không chịu làm trái đạo nghĩa. Trong môn học mấy ngày này cũng đưa ra không ít trường hợp. Như trước đây cũng đề cập đến một đứa bé tên Dữ Cổm, không bằng lòng vứt bỏ anh mình nên tự mình ở lại, còn tất cả những người trong thôn đều ra đi, một mình nó chăm sóc anh trai. Kiết nhân thiên tướng, sau đó anh trai khỏe lại. Đây đích thực là tinh thành sở chí, kim thạch vi khai. Thế nên thiện tương khuyên mới có thể đức giai kiến, quá bất quy đạo lưỡng khuy. Giả dụ điều mà khi cần khuyên thì không khuyên, như vậy chúng ta sẽ mất đi. Ví dụ nói, khi không làm tròn bổn phận của người bạn, người chồng hay người con, thế nên lúc nào cần khuyên, chúng ta cũng phải nắm bắt đúng thời cơ và cần có phương thức, thái độ đúng đắn. Điều này trước đây chúng ta cũng đã nghiên cứu rất nhiều, nên ở đây chúng ta không nói nhiều nữa. Khi chúng ta đều có thể, nhân hữu đoạn, thiết mạc yết, nhân hữu tư, thiết mạc thuyết. Như vậy có thể hình thành một phong cách rất an tường, lại có thể đạo nhân thiện, tức thị thiện, nhân tri chi, nhũ tư miễn. Một đoàn thể nếu có thể hòa nhập vui vẻ, đoàn thể này nhất định rất hưng thịnh. Chúng ta sống trong đại chúng cần phải dĩ hòa vi quý. Sau đó, khi cần khuyên điều gì, phải nắm bắt cơ hội, phải dương thiện ư công đường, quy quá ư tư thất, cũng phải để ý đến thể diện người khác. Chúng ta xem câu kinh văn tiếp theo, cùng nhau đọc nó một lượt. Phàm thủ giữ, quý vân hiểu, giữ nghi đa, thủ nghi thiểu, tương gia nhân, tiên vấn kỹ, kỹ bất dục, tức tốc kỹ,
ân dục báo, oán dục vọng, báo oán đoạn, báo ân trường, phàm thủ giữ, quý phân hiểu. Thủ và giữ này tức là, ví dụ khi trong nhà hoặc gia tộc đang chia đồ, chúng ta cũng phải xem tình huống mà định. Khi đối phương hơi khó khăn, chúng ta nên cho nhiều hơn, còn mình lấy ít lại. Mỗi một con người có thái độ lễ nhường này, như vậy nếp sống của gia đình luôn được thông cảm, luôn luôn nhường nhịn lẫn nhau mà không tranh giành lẫn nhau. Khi gia đình có sự ôn hòa này, nhất định toàn thể gia tộc đều được hưng thịnh. Nhưng chỉ cần vướng vào sự tranh đoạt, như trước đây chúng ta cũng đề cập đến cư gia giới tranh tùng, giả dụ như vì phân chia không công bằng, đến lúc tố cáo lên pháp viện, có thể đều không có kết quả tốt, thậm chí còn để lại tấm gương tiêu cực cho con cháu. Đến lúc đó, dù có gia đình, bạc triệu cũng sẽ mất tất cả. Nên cố gắng hết sức có thể khiến chúng ta biết nhường nhịn. Vào thời nhà Chu, cũng vì thái bá và trọng ung đem thiên hạ nhường cho em mình, nhường lại cho cháu mình, cũng đã tạo nên cho nhà Chu của họ hưng thịnh suốt 800 năm, cũng khiến cho nhân dân của cả nước khởi tâm học theo tinh thần hiếu đệ. Thực ra con người đều rất sợ nhường, cảm thấy sau khi nhường chính mình sẽ như thế nào, ắt không còn gì. Con người không thể chỉ nhìn trước mắt. Khi quý vị nhường là đã thành tựu đức hạnh, thành tựu êm ấm của gia đình. Mà nhường cũng tích lũy phúc phần cho chính mình. Khi quý vị có nhiều phúc phần như vậy, sau này tự nhiên có sự hồi báo. Thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Đây là đạo lý xưa nay chưa từng thay đổi. Nên con người không thể tùy thuận phiền não để ứng phó mọi việc, không thể tùy thuận tập tánh của mình được, mà phải tùy thuận thiên lý, tùy thuận nhân tâm để làm. Phàm thủ giữ, quý phân hiểu, giữ nghi đa, thủ nghi thiểu, tương gia nhân, tiên vấn kỹ, kỹ vấn dục, tức tốc kỹ. Khi chúng ta không muốn người khác phê bình chúng ta, hủy nhục chúng ta, hoặc là tổn thương chúng ta, chúng ta đều không muốn người khác đối đãi với chúng ta như vậy. Chúng ta đồng lý, nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý, cũng không nên tổn thương, không nên phê bình, không nên chỉ trích người khác, mà nên dùng tấm lòng này để thông cảm người khác. Trong Liên Bích, Càn Long Hoàng đế đề cập đến nguyện thiên hạ ông cô xả tam thần ái nữ chi tình nhi.